Thằng kia, ai là người đẹp nhất? Bạch Tuyết. Nói lại. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết. Ăn gì mà xấu thế? Xấu xí nhưng mà lời thôi chẳng giống thằng người à. Cái ngữ ô xin không lo, chùi bếp, chùi nhà, chùi cá, bồn cầu. Ê thằng kia nhìn xem đằng xa một cậu em da trắng và da ngon. Đừng có nói điều đâu nào chỉ xem. Wow. Này giờ em đã ăn sang chưa? Vì em anh mới đi mua. Ông trời thương độ ta. Bạch Tuyết đại mỹ nhân. Giả bao vệ tinh cứ vây quanh. Vì bà đi ngon răng mi nhon này thì ai dám chê ta. Ôi trời ơi thốn qua đi mà. Tự dưng ngã sấp mặt ra. Gương mày ở đâu thế? Hãy nói ta nghe xem ai đẹp nhất trên đời này. Ngắm kỹ đi cưng, bà đây đẹp nhất còn gì. Đẹp nét đẹp người, khiến trai tìm bao anh lâu nay tương tư về ta đấy. Gương đâu nhỉ? Thằng kia, ai là người đẹp nhất? Hey, bà bị điên à? Người bà thế kia, mặt trông như trái cà. Đã xấu lại còn già. Hãy nhìn Bạch Tuyết kìa. Người ngon rất ngon. Bạch Tuyết mãi số 1. Bà mãi không đến lừa. Tao cho mày nói lại. Bạch Tuyết. Nói lại. Bạch Tuyết. Tao cho mày. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết. Tuyết vốn kiêu sa lại thêm đẹp nên đe chết nhà bà. Thôi vậy thì không cần nói. Muốn nói à mà thôi ôi. Câu trả lời là Bạch Tuyết. Áo đồng thì xưa rồi. Nó ăn vào thì hết phim. Nó tự hào nó đẹp chứ gì. Ta sẽ cho nó xấu đuôi. Sống không bằng chết. Hello nàng điên, à quên nàng điên, chị là shipper tới rồi đây. Bên chị rất vui bảo với em là em Trung Hoa siêu toa. Ôi cha mẹ ơi, giang hồ hiểm ác nó treo đầu dê lại bán thịt dê. Này mày ăn nhiều sao cho tròn quay rồi mau thành heo cho giống heo siêu nạc. Mặt mày sao lên rồi bụi như là mặt mắm. Nhan sắc mày cứ tưởng trường tồn thì tao xử không còn cọc lông. Quần áo đứt như muốn sổ, thân hình quá khổ thấy thương quá đê. Chị nói em hiếu quá à, và em nói chị tươi quá đê. Game từ này đã chót over. Giờ đây ta sẽ đẹp nhớ. Ôi. Hello, người lạ ơi, cô là ai? Cháu là Bạch Tuyết ạ. Triệu follower đây này. Nhưng mà cho dù cô là ai thì chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cô. Ăn gì mà xấu thế, xấu xí nhưng mà lời thôi chẳng giống thằng người à. Cái ngữ ôi xin không lo, chùi bếp, chùi nhà, chùi cá, bồn cầu. Nếu vẫn chưa xong thì xác định là mày nhịn đói. Kiếp sống như trâu phải lâu phải quét dọn hết ngày, nhưng lại bị họ ngăn cấm, không cho dù một gói mì tôm dù tôi thêm lá. Ôi giống cho thôi nên sao mâm cao cỗ đầy, ai bảo mày nó là chó. Nó là cậu vàng đấy. Sao mày ngồi ăn phê pha còn trương mắt nhìn, thật sợ ghê. Tại sao con khóc? Ông ơi, con khổ lắm. Được, ta sẽ giúp con. Ô chị Bạch Tuyết à, khiêu quan nhân an là điều chẳng giống trong chuyện à. Đúng thế con ơi, nàng đi phụ thí hại mà thành phế tàn rồi. Đến lúc ta ra tay giúp chị về như xưa đấy. Phong sang xinh tươi bao anh say mê này đã về, ra lại về chân mình chắc thấy căng tràn sự sống, nên tuyệt vẫn là đẹp nhá. Nên tuyệt vẫn là đẹp nhá. Sao chàng lại có thể tìm được đến đây? Ta đã có giao kèo với mụ phù thủy, mụ chỉ cho ta đường đến đây. Nhưng mà ta phải đem về cho mụ một thứ thức uống có thể cải thiện được vóc dáng và nhan sắc. Bạch Tuyết, nàng có biết thứ thức uống đấy không? Em biết chứ. Ta-da! Đây đúng là thứ mà em cần rồi. Hả? Là sao? Thật ra ấy, ta chỉ đến đây để lấy cái bảo bối này về cho cục cưng của ta thôi. Sữa gạo Bibibibo không chỉ giúp cho da đẹp láng mịn, thân hình gọn gàng mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất từ thiên nhiên cho sức khỏe tuyệt vời.